Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ trên Tamda Media. Điểm tin ngày hôm nay ngày 13 tháng 1 2021 có những tin đáng chú ý sau đây. Vào thứ Ba ngày 12 tháng 1 2021, Cộng hòa Séc ghi nhận thêm 10.725 ca nhiễm coronavirus mới. Chỉ số nguy cơ dịch bệnh COVID-19 hôm nay giảm từ 84 xuống 81 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Chỉ số lây nhiễm S cũng giảm xuống từ 1,12 xuống 1,01. Tuy nhiên, tình trạng quá tải tại một số bệnh viện vẫn đang diễn ra. Những ngày gần đây, người ta nhắc nhiều đến các bệnh viện ở vùng khép, khoa phụ sản đã phải đóng cửa. Tuy có đủ giường bệnh nhưng lại không có đủ nhân viên chăm sóc. Tính đến chiều hôm qua, đây là thống kê số giường bệnh còn thừa tại các bệnh viện trên toàn Cộng hòa Séc. Không còn một giường bệnh nào tại vùng Karlovarsko, còn hai giường bệnh ở vùng Plzeňsko và Liberecko. Ngược lại, còn nhiều nhất là tại vùng Nam Séc và Nam Morava. Vào ngày hôm qua, các chuyên gia Séc đã được thảo luận với chuyên gia tại Israel, nơi đang đứng đầu về tổng số người dân đã được tiêm chủng gần 2 triệu người. Theo như lời khuyên từ họ là nên khởi động hệ thống bảo hiểm y tế và hình thành nhiều trạm tiêm vaccine. Rất quan trọng là nhiệm vụ của nhân viên bảo hiểm y tế để có thể liên lạc với những nhóm người cần được tiêm, phần còn lại là người quan tâm tự muốn tiêm sẽ đăng ký. Một trong những trung tâm tiêm chủng lớn nhất tại Séc sẽ được hình thành tại sân vận động O2 Arena, dự kiến hoàn thành xong đến cuối tháng 1. Ngoài ra, trung tâm triển lãm tại Česká Budějovice cũng đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để tiếp nhận tiêm chủng cho khoảng 1.000 người mỗi ngày. Những người đầu tiên sẽ được tiêm là lính cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên y tế. Và một điều quan trọng nhất không kém phần trong chiến dịch tiêm chủng là kim tiêm. Hiện giờ chưa có trạm nào được nhận. Theo như thông tin từ GT24, sẽ có khoảng 6 triệu kim tiêm được phân phối từ EU đến Séc vào cuối tháng 1. Nhiều tỉnh thành phố đang chỉ trích việc không có thông tin về kế hoạch tiêm vaccine, thậm chí là chưa hề nhìn thấy hệ thống để còn thử nghiệm, mà chỉ còn 2 ngày nữa, hệ thống đặt lịch tiêm chủng ngừa COVID-19 sẽ đi vào hoạt động như Bộ đã hứa. Tuy nhiên, theo như thông tin mới nhất, Bộ Y tế sẽ đưa ra thông tin về hệ thống này vào ngày mai. Số người trẻ thất nghiệp tại Cộng hòa Séc vào tháng 12 vừa qua cao nhất trong vòng 4 năm quay lại đây. Đây cũng không phải là tình hình riêng tại Cộng hòa Séc, mà là tình hình chung tại châu Âu với nhóm người trẻ tuổi dưới 24 tuổi. Vì dịch bệnh, họ thiếu cả kinh nghiệm lẫn thời gian để thực tập. Tại Cộng hòa Séc vào tháng 12 năm 2020 đã có tới hơn 35.000 người trẻ dưới 24 tuổi không có công ăn việc làm, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là con số cao nhất trong vòng 4 năm qua. Đài truyền hình Hà Lan NPO1 đã ghi lại một phóng sự về một vấn đề mà người Anh có thể phải đối mặt sau Brexit khi họ đến châu Âu. Do lệnh cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm, các nhân viên hải quan Hà Lan đã tịch thu chiếc bánh mì với giam bông của người lái xe Anh mà anh ta đã mang theo như một món ăn nhẹ ở trên đường. Xin chào ông, từ Anh sang Hà Lan là đất nước thứ ba. Sau Brexit, không được mang một số thực phẩm vào EU, ví dụ như thịt, hoa quả, rau, cá và một số thứ khác. Ở đâu có thịt thì chúng tôi sẽ phải tịch thu, kể cả đó là đồ ăn của ông. Rất lấy làm tiếc, chào mừng anh đến với Brexit. Ngoài ra, chuỗi siêu thị Marks & Spencer cũng đã thông báo sẽ tạm thời đóng cửa các chi nhánh tại Séc. Người dân vẫn có thể mua đồ ăn của Marks & Spencer thông qua các cửa hàng trực tuyến như Rohlik và Mall. Do nguồn cung cấp thực phẩm đang bị tắc nghẽn ở Anh, kể từ ngày 1 tháng 1, Anh rời khỏi châu Âu. Vào hôm thứ Ba, cựu Tổng thống ông Václav Klaus đã dành hơn 1 giờ đồng hồ trong một nhà hàng David's Cá 34 tại Praha 6. Theo như quy định thì nhà hàng này đã phải đóng cửa và ông không có đeo khẩu trang. Nhân viên làm việc tại đây đã nói rằng ông Václav Klaus đã đi mua đồ ăn Sable và lúc đó đang cần đi vệ sinh, nhưng sau đó ông lại không mang đồ ăn về. Theo như người dân đã chụp được ảnh của ông, thì ông đã đi vào quán và xuống luôn dưới tầng hầm trong khoảng thời gian 1 giờ 15 phút. Ông Václav Klaus đã nhiều lần chỉ trích các quy định của chính phủ, ví dụ như vào Chủ nhật, ông đã tham gia vào cuộc biểu tình cùng với những người phản đối biện pháp tại Praha 1 và không thấy mấy khi ông đeo khẩu trang. Những chính trị gia tại Séc như ông Roman Primula, Jaroslav Faltinek, Marian Gurečka, Miroslav Kalousek đều đã xuất hiện ở nhà hàng trong thời điểm phải đóng cửa và họ đã nhận được hình phạt 3.000 korun. Khai xuân đón lộc cùng chương trình đón lộc đầu năm của Tamda Foods. Chỉ cần mua trên 2.000 krone là có ngay cơ hội dành cho mình những giải thưởng tuần siêu hấp dẫn, ví dụ như 2 pallet nước giải khát Pepsi hay 2 pallet nước tăng lực Rockstar hoặc 1 pallet bột tẩy rửa Domestos. Và đặc biệt hơn là hàng ngàn giải thưởng phụ đang chờ đón các bạn sau mỗi phiếu cào. Chương trình đã áp dụng tại tất cả các chi nhánh từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021. Chương trình không áp dụng đối với dịch vụ giao hàng tận nơi Tamda Express.
Hãy truy cập website tamda.eu để biết thêm thông tin chi tiết. Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Pence sử dụng tu chính án thứ 25 chống lại Tổng thống Trump sau khi Phó Tổng thống từ chối thực hiện. Tuy nhiên, nghị quyết này không có hiệu lực pháp lý mà chỉ đơn thuần thể hiện sự ủng hộ việc phế truất ông Trump. Động thái diễn ra gần một tuần sau khi những người ủng hộ cực đoan của ông Tổng thống Trump đột nhập Điện Capitol trong ngày kiểm phiếu đại cử tri mùng 6 tháng 1 gây nên cuộc đụng độ bạo lực làm nước Mỹ chấn động với tỷ lệ 223-205. Nghị quyết được Hạ viện thông qua kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence sử dụng tu chính án thứ 25 để tuyên bố Tổng thống Trump không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống, qua đó tước bỏ quyền lực của ông. Chỉ có một đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu cho nghị quyết, còn lại là các đảng viên Đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Pence cho rằng chính quyền Trump đã cam kết đảm bảo một quá trình chuyển đổi có trật tự trong những ngày cuối cùng và bây giờ là lúc để hàn gắn. Ông cũng cho rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer khi tiếp tục con đường này là gây nguy hiểm và sự chia rẽ lớn cho đất nước Mỹ. Phát ngôn viên của Hải quân Indonesia ngày 12 tháng 1 cho biết họ đã thu được một trong số các hộp đen của máy bay Sriwijaya Air sau khi vụ tai nạn cuối tuần trước ngoài khơi bờ biển Jakarta, Indonesia. Chiếc hộp đen đang được vận chuyển đến cảng Jakarta. Hộp đen có một máy ghi dữ liệu chuyến bay và một máy ghi âm buồng lái. Hiện chưa rõ thiết bị nào trong số này được tìm thấy. Sau khi dữ liệu từ hộp đen được khôi phục, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia cho biết họ hy vọng có thể đọc thông tin trong 3 ngày. Giới chức Hải quân Indonesia cho rằng thiết bị ghi âm buồng lái, hộp đen còn lại của máy bay sẽ được tìm trong ngày hôm nay. Khoảng 3.600 người đang tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu hộ với sự hỗ trợ của hàng chục tàu thuyền và trực thăng sau khi chiếc Boeing 737-500 chở 62 người lao xuống biển Java hôm 9 tháng 1 chỉ 4 phút từ lúc cất cánh tại Jakarta trên hành trình đến thành phố Pontianak, cách đó 740 km. Giới chức cho rằng không còn cơ hội tìm thấy người sống sót. Chính quyền hiện chưa đề cập gì về nguyên nhân dẫn đến tai nạn, tuy nhiên việc tìm thấy hộp đen sẽ giúp cung cấp những manh mối quan trọng về sự cố. Quá trình điều tra có khả năng mất tới vài tháng, nhưng báo cáo sơ bộ dự kiến được đưa ra sau 30 ngày. Ngày 12 tháng 1 tại phiên thảo luận mở trực tuyến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố chủ tịch về phòng chống khủng bố quốc tế. Các báo cáo viên cho rằng trong 20 năm qua, nguy cơ khủng bố toàn cầu tiếp tục phát triển. Các nhóm khủng bố quốc tế không ngừng tìm kiếm các phương thức hoạt động mới, đẩy mạnh sử dụng không gian mạng và công nghệ thông tin, cấu kết với tội phạm xuyên quốc gia. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Voronkov nêu rõ các nước cần tái khẳng định cam kết đoàn kết quốc tế chống khủng bố thông qua hợp tác quốc tế và tăng cường năng lực giải quyết các nguyên nhân sâu xa của chủ nghĩa khủng bố, tăng khả năng chống bạo lực cực đoan, thu hút sự tham gia của thanh niên, phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ trong nỗ lực chung. Nhiều nước yêu cầu các biện pháp chống khủng bố phải phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và việc không được lợi dụng danh nghĩa chống khủng bố quốc tế để phục vụ các mục đích khác. Ngày 12 tháng 1, Học viện Quân y chính thức tiêm vaccine Nanocovax liều cao nhất cho 3 tình nguyện viên. Thử nghiệm giai đoạn 1 đã hoàn thành 50%. Theo đại diện của Học viện Quân y, trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, việc lựa chọn tình nguyện viên rất khắt khe, trải qua nhiều lần xét tuyển chặt chẽ. Nếu tình nguyện viên từng có phản ứng dị ứng, nổi mề đay, mẩn ngứa đều không đủ điều kiện. Dự kiến ngày 15 đến 16 tháng 1, nhóm tình nguyện viên đầu tiên tiêm liều 25 microgram sẽ tiếp tục tiêm mũi thứ hai. Công ty Nanogen hoàn thành sản xuất vaccine Nanocovax trong thời gian 6 tháng và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 từ ngày 17 tháng 12 vừa qua. Trong giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu đánh giá độ an toàn của vaccine và dò tìm liều tối ưu trên 60 tình nguyện viên. Dự kiến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có đầy đủ dữ liệu nghiên cứu lâm sàng của loại vaccine này trước khi quyết định tiêm cộng đồng. Vậy là điểm tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên ấn nút like và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở điểm tin 24 giờ được phát sóng vào ngày mai.